Chào cô và các bạn. Hôm nay con xin giới thiệu về sản phẩm của con, đó là chú khỉ thông minh. Đầu tiên, khi không bấm vào lá cờ xanh thì sẽ hiện ra chữ level 1. Sau đó, bật được khoảng 2 giây và bắt đầu chơi ạ. Con dùng hai phím mũi tên, con trái sang phải điều khiển nhân vật. Dùng chuột để ném viên đá lên sao cho chúng được quả chuối. Và khi chúng được quả chuối thì mình sẽ sang level 2. Sau khi sang level 2 thì sẽ hiện chữ level 2 và để nếu mà mình muốn tăng thêm một mạng sẽ ăn được quà. Sau để vượt nếu các bạn muốn thắng luôn thì phải ném sao cho vừa chú quà vừa ném chuối. Đó, như vậy. Khi thắng cuộc thì mình sẽ đổi phương nền khác. Còn khi thua cuộc sẽ đổi sang phương nền khác. Đây là phần code của mình. Trong đây mình thích nhất là công nền của mình, tại vì khi mình làm chương trình này mình đã tìm được hai công nền khá là thích hợp để cho hoãn thua cuộc và thắng cuộc. Khi thắng cuộc thì nó sẽ ra công nền concert, còn khi thua cuộc nó sẽ ra công nền boost. Còn mới bắt đầu sẽ ra công nền vua hoan. Khi level 2 thì sẽ ra công nền forest. Mình thấy khó nhất ở chỗ đó chính là trong phần đá mình phải suy nghĩ rất nhiều để có thể làm quay lại được nhưng không thành công. Đó là điều khó nhất mà mình chưa làm được. Mình xin kết thúc ở đây. Xin chào tất cả cô và các bạn ạ.